Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học nhãn xứ, chẳng nên học nhĩ tĩ thể thân ý xứ? Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học sắc xứ, chẳng nên học thanh hương vị xúc pháp xứ? Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học nhãn giới, chẳng nên học nhĩ tĩ thể thân ý giới? Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học sắc giới, chẳng nên học thanh hương vị xúc pháp giới. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học nhãn thức giới, chẳng nên học nhĩ tĩ thể thân ý thức giới. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học nhãn xúc, chẳng nên học nhĩ tĩ thể thân ý xúc. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lẽ nào chẳng nên học các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng nên học các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lẽ nào chẳng nên học địa giới, chẳng nên học thủy hỏa phong không thức giới. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lẽ nào chẳng nên học vô minh, chẳng nên học hành thức danh sắc lục sứ xúc, thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học bố thí ba la mật đa, chẳng nên học tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học pháp không nội, chẳng nên học pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa lẽ nào chẳng nên học trơn như, chẳng nên học pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa lẽ nào chẳng nên học thánh đế khổ, chẳng nên học thánh đế tập diệt đạo.